Chào các bạn đã đến với bản tin COVID Tiền Giang hôm nay. Thông tin cập nhật từ 17 giờ ngày 5 tháng 3 đến 17 giờ ngày 6 tháng 3 năm 2022. Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ghi nhận 9 ca mắc COVID-19 mới qua xét nghiệm PCR, tăng 1 ca so với ngày hôm qua, nâng số ca mắc COVID-19 qua xét nghiệm PCR lên 35.579 ca. Về công tác điều trị, trong ngày hôm nay có 91 bệnh nhân được điều trị khỏi, chiếm tỷ lệ 95,4% so với số ca nhiễm qua xét nghiệm PCR, nâng số ca được điều trị khỏi của tỉnh lên 33.966 ca. Trong ngày hôm nay là ngày thứ 18 liên tiếp, tỉnh Tiền Giang không ghi nhận ca tử vong, giữ số ca tử vong của tỉnh là 1.225 ca. Hôm nay tỉnh Tiền Giang có 2 địa phương ghi nhận ca mắc COVID-19 mới qua xét nghiệm PCR là thành phố Mỹ Tho có 2 ca trong khu cách ly ở xã Đạo Thạnh. Thị xã Gò Công có 7 ca, trong đó phường 2 có 3 ca, 2 ca trong khu cách ly và 1 ca ngoài cộng đồng tại cơ sở y tế. Xã Tân Trung có 2 ca, trong đó 1 ca ngoài cộng đồng tại cơ sở y tế và 1 ca trong khu cách ly. Phường 4 có 1 ca trong khu cách ly. Phường 3 có 1 ca ngoài cộng đồng tại cơ sở y tế. Như vậy, trong ngày hôm nay qua xét nghiệm PCR, tỉnh Tiền Giang có 3 ca mắc COVID-19 mới ngoài cộng đồng, 6 ca mắc COVID-19 mới trong khu cách ly và qua test nhanh ghi nhận 619 ca dương tính. Chi tiết các ca test nhanh dương tính trong ngày của các địa phương như sau: thành phố Mỹ Tho 207 ca, huyện Cái Bè 76 ca, thị xã Gò Công 64 ca, huyện Chợ Gạo 18 ca, thị xã Cai Lậy 40 ca, huyện Gò Công Đông 82 ca, huyện Cai Lậy 41 ca, huyện Gò Công Tây 57 ca. Trong ngày hôm nay, tỉnh Tiền Giang có 2 địa phương không ghi nhận ca test nhanh dương tính là huyện Châu Thành và huyện Tân Phước. Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 16 giờ ngày 5 tháng 3 đến 16 giờ ngày 6 tháng 3, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19, Việt Nam ghi nhận 142.136 ca nhiễm mới, trong đó có 8 ca nhập cảnh và 142.128 ca ghi nhận trong nước, tăng 10.348 ca so với ngày hôm qua. Tại 61 tỉnh thành phố có 92.874 ca trong cộng đồng. Cũng trong ngày hôm nay, Sở Y tế Bắc Giang đã đăng ký bổ sung thêm 26.349 ca và Sở Y tế Hòa Bình đăng ký bổ sung thêm 33.695 ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi đã rà soát bổ sung đầy đủ thông tin. 10 tỉnh thành phố có ca mắc COVID-19 nhiều nhất trong ngày hôm nay là Hà Nội 29.578 ca, Bắc Ninh 8.355 ca, Nghệ An 7.579 ca, Hải Phòng 5.154 ca, Hưng Yên 3.904 ca, Phú Thọ 3.694 ca, Sơn La 3.559 ca, Nam Định 3.459 ca, Bình Dương 3.442 ca và Hải Dương 3.363 ca. Cũng theo nguồn tin từ Bộ Y tế, trong ngày hôm nay Việt Nam có 65.445 bệnh nhân được điều trị khỏi và có 87 bệnh nhân tử vong, chiếm tỷ lệ 1% so với tổng số ca nhiễm bệnh, nâng số ca tử vong của Việt Nam đến nay lên 40.813 ca. Hà Nội là địa phương có số ca tử vong nhiều nhất trong ngày hôm nay với 11 ca và thấp nhất là Thừa Thiên Huế, Vĩnh Long 1 ca. Với 9 ca mắc COVID-19 mới qua xét nghiệm PCR, tỉnh Tiền Giang đứng thứ 61 trong số 61 tỉnh thành phố có ca mắc COVID-19 mới trong ngày hôm nay. Bản tin COVID-19 tỉnh Tiền Giang hôm nay đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Hẹn các bạn ở những bản tin sau. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.